Xin được trân trọng cảm ơn các thành viên. Xin mời các Phật tử chúng ta cùng lán lại sân khấu để đón nhận những tình cảm, những món quà mà ban tổ chức sẽ dành tặng để trân trọng cảm ơn, tri ân công đức của toàn thể quý vị. Và chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Nhẹ, đại diện cho các Phật tử
của chùa Thiên Phúc sẽ một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các Phật tử đến từ thị trấn Quỳnh Côi đã trở về tham gia giao lưu trong buổi sáng ngày hôm nay với những điệu múa rất là uyển chuyển, với những ca từ nền nã, thơ mộng, mô tả về vẻ đẹp của quê hương Thái Bình qua từng lời ca, điệu hát. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các thành viên, các Phật tử đến từ thị trấn Quỳnh Côi đã trở về tham gia trong buổi sáng ngày hôm nay. Toàn thể quý vị chúng ta cùng hoan hỷ dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để trân trọng cảm ơn và tri ân công đức của các Phật tử đến từ thị trấn Quỳnh Côi. Vâng, vào thời giờ này cho phép ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Huân hoan hỷ quang lâm sân khấu để đón nhận những lăng hoa tươi thắm mà các quý vị khách quý trở về tham dự và chúc mừng cho chương trình đại lễ ngày hôm nay.